Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 8 sách kết nối tri thức. Bài 2, phần bài tập tiếp theo. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 8 sách kết nối tri thức được thầy giáo đặt trong phần sẽ sách phát ở cuối video này. Rồi trước hết là các em làm bài tập 1.11, thu gọn nếu cần và tìm bậc của mỗi đa thức sau. Rồi ở video trước thì các em đã được học cách tìm bậc của đơn thức. Vậy tìm bậc của đa thức thì chúng ta tìm như thế nào? Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó. Tức là đầu tiên chúng ta phải thu gọn đa thức. Sau đó là các em tìm bậc của từng hạng tử một trong đa thức. Hạng tử nào có bậc cao nhất thì bậc đó chính là bậc của đa thức. Được chưa? Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất. Một số tùy ý khác không được coi là một đa thức bậc không. Ví dụ số 5 được coi là đa thức bậc không, số âm 2 được coi là đa thức bậc không, số 8 được coi là đa thức bậc không, vân vân. Số 0 cũng là một đa thức gọi là đa thức không, nó không có bậc xác định. Rồi bây giờ trước hết là các em làm câu E. Tìm bậc của cái đa thức này thì đầu tiên là các em phải thu gọn. Đầu tiên là các em phải thu gọn đa thức này. Thu gọn đa thức tức là những cái hạng tử nào mà đồng dạng thì các em sẽ nhóm vào một nhóm. X mũ 4 và âm x mũ 4 đồng dạng với nhau, đúng không? Hai hạng tử mà có hệ số khác không này và phần biến giống nhau này thì hai hạng tử đó đồng dạng với nhau, chúng ta nhóm vào một nhóm. X mũ 4 trừ x mũ 4. Rồi ở đây chỉ có hai hạng tử này đồng dạng với nhau thôi. Các hạng tử khác thì chúng ta giữ nguyên. Trừ 3x bình phương y bình phương cộng 3x y bình phương và cộng với 1. X mũ 4 trừ x mũ 4 bằng 0. Âm 3x bình phương y bình phương cộng với 3x y bình phương và cộng với 1. Rồi sau khi đã thu gọn đa thức thì chúng ta tìm bậc của từng hạng tử 1. Trước hết là hạng tử âm 3x bình phương y bình phương. Tìm bậc của hạng tử bằng cách là các em tìm tổng các số mũ của biến. X có số mũ là 2, y có số mũ là 2. Vậy bậc của hạng tử này là 2 cộng 2 bằng 4. Được chưa? Hạng tử này có bậc là 4. 3x y bình phương. 3x y bình phương. X có số mũ là 1, y có số mũ là 2. Tổng các số mũ của biến là 1 cộng 2 bằng 3. Vậy hạng tử này có bậc là 3. Rồi 1 là một số tùy ý khác không, đúng không? Vậy hạng tử 1 có bậc là 0. Một số tùy ý khác không thì có bậc là 0. Rồi 4, 3, 0 thì 4 là lớn nhất. 4 là lớn nhất. Vậy bậc của cái đa thức này, bậc của đa thức này là 4. Hạng tử âm 3x bình phương y bình phương có bậc là 4. Hạng tử 3x y bình phương có bậc là 3. Hạng tử 1 có bậc là 0. Thì 4, 3 và 0, số 4 là lớn nhất. Vậy bậc của cái đa thức này là 4. Vậy đa thức này có bậc là 4. Rồi tiếp theo là chúng ta sang câu B. Để tìm bậc của đa thức này, trước hết là chúng ta cũng phải thu gọn. Cách làm là những hạng tử nào đồng dạng với nhau thì chúng ta nhóm vào một nhóm. 5x bình phương y và âm 5x bình phương y đồng dạng với nhau, đúng không? Đều có hệ số khác không và có phần biến giống nhau. Tiếp theo là cộng với 8xy này
8xi thì nó không đồng dạng với hạng tử nào? Âm 2x bình phương và x bình phương đồng dạng với nhau, đều có hệ số khác không và có phần biến giống nhau là x bình phương. 5x bình phương y trừ đi 5x bình phương y thì bằng 0. 8xi. Rồi, chỗ này hệ số là âm 2 cộng với 1. Phần biến không có hệ số thì các em hiểu hệ số là 1. Âm 2 cộng 1 bằng âm 1. Âm 1 thì các em chỉ cần viết dấu âm thôi. Âm 1 x bình phương tức là trừ x bình phương. Đây chính là kết quả cuối cùng. Hạng tử 8xi có bậc là mấy? À, x có số mũ là 1, y có số mũ là 1. Tổng các số mũ là 1 cộng 1 bằng 2. Vậy hạng tử 8xi có bậc là 2. Hạng tử âm x bình phương có bậc là 2. Bậc cao nhất của các hạng tử này là 2. Vậy bậc của đa thức này là 2. Hạng tử 8xi có bậc là 2, hạng tử âm x bình phương có bậc là 2. Bậc cao nhất của các hạng tử là 2. Vậy đa thức này có bậc là 2. Tiếp theo là các em sang bài tập 1.12, thu gọn rồi tính giá trị của đa thức M. Trước hết là các em thu gọn đa thức M. Sau đó là các em tính giá trị của đa thức M tại x bằng 0,5 và y bằng 1. Ta thu gọn, sau đó ta thay x bằng 0,5 và y bằng 1 vào để ta tính M. Đầu tiên là thu gọn. Thu gọn thì những hạng tử nào nó đồng dạng với nhau thì chúng ta nhóm lại với nhau thôi, đơn giản như vậy. Rồi. 1 phần 3x bình phương y này, đồng dạng với âm 1 phần 3x bình phương y này. Cứ hệ số khác không và phần biến nó giống nhau thì chúng ta nhóm vào một nhóm. Xy bình phương đồng dạng với 1 phần 2xy bình phương. Đúng không? Hệ số khác không, phần biến giống nhau. Âm xy đồng dạng với âm 5xy. Cộng với âm xy trừ đi 5xy. Nhóm vào một nhóm. 1 phần 3 này, trừ 1 phần 3 bằng 0. Đúng không? 0x bình phương y. Như vậy là bằng 0. Hệ số của hạng tử này là 1, đúng không? Hệ số của hạng tử này là 1 phần 2. Hệ số cộng hệ số 1 cộng 1 phần 2 bằng 3 phần 2. Phần biến giữ nguyên. Rồi tiếp theo. Hệ số ở đây là âm 1, đúng không? Trừ xy thì các em hiểu hệ số là âm 1. Âm 1 mà trừ đi 5 thì bằng mấy? Âm 1 trừ 5 bằng âm 6. Âm 6xy. Rồi như vậy là chúng ta đã thu gọn được đa thức M. Bây giờ các em tính giá trị của đa thức này tại x bằng 0,5 và y bằng 1. Thay x bằng 0,5 và y bằng 1 vào M thì ta được M bằng 3 phần 2 nhân x tức là nhân 0,5 nhân với y bình phương tức là nhân với 1 bình phương trừ đi 6 tức là 0,5 y tức là 1. Rồi 3 phần 2 nhân 0,5, 3 phần 2 là bằng 1,5, đúng không? 1,5 nhân với 0,5 bằng bằng 0,75, đúng không? Bằng 0,75 trừ đi 6 nhân 0,5 thì bằng bằng 3, 3 nhân 1 bằng 3 trừ đi 3. 0,75 trừ đi 3 bằng âm 2,25. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập 1.13, cho đa thức P bằng A, thu gọn và tìm bậc của đa thức P. B, tính giá trị của đa thức P tại x bằng âm 4, y bằng 2 và z bằng 1.
Trước hết là các em làm câu A. Thu gọn và tìm bậc của đa thức P. Ta thu gọn trước. Rồi, những hạng tử nào có phần biến giống nhau thì chúng ta nhóm lại với nhau. Ở đây, chúng ta thấy 8x bình phương y bình phương z, âm 5x bình phương y bình phương z, âm 3x bình phương y bình phương z. Ba cái hạng tử này nó đồng dạng với nhau vì chúng đều có hệ số khác không và phần biến giống nhau. Vậy chúng ta nhóm hết vào một nhóm. Các em nhớ mang theo dấu nha. Dấu nó như thế nào thì khi nhóm vào, các em giữ nguyên như vậy. Trừ 2x y z này, không đồng dạng với hạng tử nào giữ nguyên này. 5y bình phương z giữ nguyên này. X bình phương y bình phương giữ nguyên. Rồi chỗ này. Hệ số này. 8 trừ 5 trừ 3 bằng 0. 0x bình phương y bình phương z bằng 0. Trừ 2 x y z cộng 5 y bình phương z cộng với x bình phương y bình phương. Rồi như vậy là chúng ta vừa thu gọn xong. Bây giờ tìm bậc của đa thức P. Hạng tử âm 2 x y z có bậc là bao nhiêu? Có số mũ là 1, y có số mũ là 1, z có số mũ là 1. Tổng các số mũ của biến là 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Vậy hạng tử này có bậc là 3. Hạng tử 5y bình phương z. Y có số mũ là 2, z có số mũ là 1. Tổng các số mũ của biến là 2 cộng 1 bằng 3. Vậy hạng tử này có bậc là 3. Hạng tử x bình phương y bình phương. X có số mũ là 2, y có số mũ là 2. Tổng các số mũ của biến là 2 cộng 2 bằng 4. Vậy hạng tử này có bậc là 4. Rồi. Trong các bậc ở đây thì bậc 4 là cao nhất, đúng không? Bậc 4 là cao nhất. Vậy bậc của đa thức P là 4. Đa thức P có bậc là 4. Như vậy các em chỉ cần hiểu đơn giản là muốn tìm bậc của đa thức thì chúng ta tìm bậc cao nhất của các hạng tử trong đa thức đó. Câu B là chúng ta tính giá trị của đa thức P tại x bằng âm 4, y bằng 2 và z bằng 1. Tức là chúng ta thay x bằng âm 4, y bằng 2 và z bằng 1 vào cái đa thức P mà chúng ta vừa thu gọn này. Ta được P bằng âm 2 này, x này, x là âm 4, y, y là 2, z, z là 1, cộng với 5, y bình phương, tức là 2 bình phương, z, tức là 1, cộng với x bình phương, tức là cộng với âm 4 bình phương, y bình phương, tức là 2 bình phương. Âm 2 nhân âm 4 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16, 16 nhân 1 bằng 16. 2 bình phương bằng 4, 5 nhân 4 bằng 20, 20 nhân 1 bằng 20. Âm 4 bình phương bằng 16, 2 bình phương bằng 4, 16 nhân 4 bằng 64. 16 cộng 20 cộng 64 bằng 100. Rồi như vậy là video hôm nay đến đây là kết thúc, các em có thể theo dõi tiếp phần sau. Được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và chúc em học tốt.